achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Tối 23 tháng 8, tàu đổ bộ Ấn Độ đã hạ cánh thành công xuống vị trí bề mặt gần cực nam của mặt trăng, nơi vẫn là khu vực chưa được khám phá và được dự đoán sẽ cung cấp thêm nhiều hiểu biết về bầu khí quyển của mặt trăng, mở đường cho các chương trình thám hiểm không gian trong tương lai. Thành công này giúp Ấn Độ củng cố sức mạnh ngày càng tăng trong lĩnh vực không gian và công nghệ. Đi sau trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ, nhưng những năm gần đây, Ấn Độ đã đạt được những bước tiến lớn trong hành trình khám phá không gian. Năm 2013, Ấn Độ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa, đánh dấu việc Ấn Độ trở thành một trong số ít các quốc gia phóng thành công tàu vũ trụ lên quỹ đạo hành tinh đỏ, cùng với Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu. Năm 2017, nước này đã phóng thành công 104 vệ tinh chỉ bằng một tên lửa đẩy. Năm 2022, Ấn Độ phóng tên lửa vũ trụ đầu tiên do tư nhân chế tạo. Và giờ đây, sau nỗ lực thất bại gần 4 năm trước với tàu thăm dò mặt trăng Chandrayaan 2, Ấn Độ đã đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia thứ tư hạ cánh thành công tàu vũ trụ xuống bề mặt mặt trăng cùng với Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc. Toàn bộ hoạt động của con tàu ngay từ khi phóng cho đến khi hạ cánh diễn ra hoàn hảo theo đúng tiến trình thời gian và chúng tôi đã trở thành quốc gia thứ tư hạ cánh mềm trên bề mặt mặt trăng và chúng tôi đã trở thành quốc gia đầu tiên đi đến gần tới cực nam của mặt trăng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi đã theo dõi sự kiện này trực tuyến. Vẫy lá quốc kỳ khi chứng kiến màn hạ cánh lịch sử của tàu Chandrayaan 3, ông vui mừng chia sẻ với toàn thế giới. Một thời khắc chưa từng có. Đây là một thời khắc chưa từng có, thời khắc chiến thắng của một Ấn Độ phát triển, thời khắc gieo vang chiến thắng của một Ấn Độ mới. Ông Modi nhấn mạnh, thành công này thuộc về toàn thể nhân loại và sẽ hỗ trợ các sứ mệnh lên mặt trăng của các quốc gia khác trong tương lai. Ông tin tưởng rằng tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia ở Nam Bán Cầu, đều có khả năng đạt được những thành tích như vậy. Trên khắp đất nước, người dân Ấn Độ hân hoan ăn mừng, đốt pháo và nhảy múa trên đường phố. Trẻ em đã tụ tập bên bờ sông Hằng, nơi được coi là thánh địa của người theo đạo Hindu, để cầu nguyện cho màn hạ cánh an toàn. Các nhà thờ Hồi giáo cũng dâng lời cầu nguyện cho tàu vũ trụ đổ bộ mặt trăng thành công. Trước khi tàu vũ trụ hạ cánh, người dân trên khắp Ấn Độ đã tụ tập trước màn hình TV lớn. Gần 7 triệu người đã xem buổi phát trực tiếp trên YouTube. Mọi người cũng không quên cầu nguyện cho màn hạ cánh an toàn. Sau khoảnh khắc lịch sử này, cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã gửi lời chúc mừng thành công của Ấn Độ. Roscosmos chúc mừng các đồng nghiệp Ấn Độ đã hạ cánh thành công tàu vũ trụ Chandrayaan 3. Việc khám phá mặt trăng vô cùng quan trọng đối với toàn nhân loại. Trong tương lai, hoạt động này có thể trở thành nền tảng cho sứ mệnh khám phá không gian sâu. Roscosmos đã viết như vậy trong bài đăng trên kênh Telegram. Trong đoạn video được Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã chúc mừng người đồng cấp Ấn Độ trong cuộc gặp song phương. Các cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, vũ trụ châu Âu ESA cũng đều chia sẻ lời chúc mừng. Trong vài năm qua, Ấn Độ đã không ngừng thúc đẩy nỗ lực thám hiểm không gian. Với sự trợ giúp của hơn 100 công ty khởi nghiệp về công nghệ vũ trụ, quốc gia Nam Á này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các giải pháp như phương tiện phóng, vệ tinh và hình ảnh trái đất siêu phổ. New Delhi gần đây đã đưa ra chính sách không gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các bên tư nhân và cơ quan chính phủ. Hồi tháng 6 vừa qua, Ấn Độ cũng đã ký tham gia Hiệp định Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA để hợp tác với các quốc gia tham gia khám phá không gian. NASA cũng chuẩn bị cung cấp chương trình đào tạo nâng cao cho các phi hành gia Ấn Độ tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston và đưa các nhà du hành Ấn Độ lên trạm vũ trụ quốc tế vào năm tới. Bên cạnh đó, cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ và NASA cũng đang hợp tác chặt chẽ để phóng đài quan sát trái đất tầm thấp vào năm 2024, giúp lập bản đồ toàn bộ hành tinh trong 12 ngày và cung cấp dữ liệu nhất quán để phân tích những thay đổi trong hệ sinh thái, khối băng, sinh khối thực vật, mực nước biển, thiên tai, hiểm họa trên trái đất. Tàu vũ trụ của Ấn Độ đã đến gần cực nam của mặt trăng hơn bất cứ tàu thám hiểm vũ trụ nào trong lịch sử. Vùng cực nam của mặt trăng được coi là khu vực mang lại lợi ích quan trọng cả về chiến lược và khoa học đối với mọi quốc gia tham gia sứ mệnh du hành vũ trụ. Với cuộc đổ bộ này, Chandrayaan 3 dự kiến duy trì hoạt động trong 2 tuần, thực hiện một loạt thí nghiệm, bao gồm phân tích quang phổ về thành phần khoáng chất của bề mặt mặt trăng. Các nhà khoa học cho rằng đây là khu vực có nước đóng băng. Nếu tồn tại với số lượng đủ, nước đóng băng có thể làm nguồn nước uống phục vụ sứ mệnh khám phá mặt trăng, giúp làm mát thiết bị. Nước đóng băng cũng có thể được phân hủy để tạo ra hydro làm nhiên liệu và oxy để thở, hỗ trợ các sứ mệnh lên sao Hỏa hoặc khai thác tài nguyên của mặt trăng trong tương lai. Đây là một khám phá rất quan trọng.
bởi nếu tìm được, nó có thể là đầu vào quan trọng để tạo nền tảng cho sự sống bền vững trên mặt trăng, cũng như các sứ mệnh trong tương lai. Đó là một khám phá mà Ấn Độ sẽ được may mắn thực hiện và hy vọng được chia sẻ với phần còn lại của thế giới, điều sẽ rất quan trọng đối với việc khám phá không gian trong tương lai. Về phần mình, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ nhấn mạnh, cuộc đổ bộ này đã mang lại cho Ấn Độ sự tự tin để mở rộng mục tiêu đến các chuyến du hành tới sao Hỏa và sao Kim. Lên mặt trăng, hạ cánh xuống mặt trăng và hạ cánh mềm là một hành trình rất khó khăn, rất khó đối với bất kỳ quốc gia nào, kể cả khi có sự tiến bộ của công nghệ. Và chúng tôi đã đạt được điều đó chỉ sau hai sứ mệnh. Nhiệm vụ đầu tiên đã có một sai lầm trong gang tấc và bây giờ chúng tôi đã đạt được nó một cách hoàn hảo. Nó giúp chúng tôi tự tin hơn khi hoạch định các sứ mệnh, không chỉ lên mặt trăng tới sao Hỏa, đôi khi hạ cánh trên sao Hỏa và có thể trong tương lai tới sao Kim và các hành tinh khác, đôi khi còn vượt xa hơn cả các tiểu hành tinh và những thứ khác nữa. Theo quan chức này, Ấn Độ cũng đang có kế hoạch khởi động một sứ mệnh khác vào tháng 9 để nghiên cứu mặt trời. Quốc gia này cũng đã dự định khởi động chuyến bay vào vũ trụ có người lái dù chưa tiết lộ ngày chính thức. Giới chức Ấn Độ cho biết, quá trình chuẩn bị có thể sẽ sẵn sàng vào năm 2024. Ngoài ra, năm 2019, Ấn Độ cũng công bố có kế hoạch phóng trạm vũ trụ riêng vào năm 2030. Đây là một trong những dự án tham vọng nhất mà New Delhi theo đuổi. Trạm vũ trụ nặng 20 tấn này nhiều khả năng sẽ được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm về môi trường không trọng lực.